mình sẽ thực hiện thử thách cắm trại trên đôi vải. Đây nè các bạn ơi, đấy, mùa vải bây giờ cây vải rất là sum suê quả luôn các bạn ạ. Đấy, quả nào quả đấy, ngọt lịm luôn. Đây, đấy, nhiều chua đây này. Đấy, nhà các bạn có trồng nhiều vải như thế này không? Nhà bác mình trồng nhiều vải lắm luôn. Đấy, nhiều chua này. Trời ơi, nhìn nè, thế này không lo bị đói rồi các bạn ạ. Chúng mình đi cắm trại, chúng mình mang theo có mỗi cái bạt các bạn ạ. Đấy, bây giờ chúng mình sẽ phải tìm một địa điểm thích hợp để làm chỗ cắm trại. Trại đây rồi mẹ con ơi. Đâu hả? Ở đây luôn hả mẹ? Ờ, cắm ở đây luôn. Đấy, nhìn những cái cành vải này rất là sai luôn. Được đấy mẹ, cũng được đấy. Ở chỗ này dọn sạch đi một tí là cắm được đấy mẹ. Vậy bây giờ sẽ phân công ra nha. Vâng ạ. Mẹ sẽ ở đây làm trại, chúng con sẽ đi tìm đồ ăn. Thấy gì lấy đấy. Vâng ạ. Thế bây giờ chúng con đi tìm thức ăn nha mẹ. Không, bây giờ phải phân công nha. Minh Anh đi tìm đồ ăn màu vàng nha. Vâng. Dương đi tìm đồ ăn màu xanh nha. Vâng. Thế còn Tú tìm đồ ăn gì cơ? Vải. À, thật là vải có sẵn rồi đúng không? Vậy thì con đi hái vải nha. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi tìm nha. Let's go. Báo anh bảo trên này nhiều đồ ăn lắm à, sao mãi không tìm thấy. Ố, dứa kìa. Các bạn ơi, mình thấy một quả dứa màu vàng. Đây, dứa đây, ây ôi. À, đấy, mình thấy một quả dứa này. Ồ, mà trên này có cả dứa màu xanh nữa này. Thế mà chị dưa không biết lên đây tìm. Các bạn ơi, quả dứa to đùng luôn đấy. Thế này, ăn ngon phải biết. Một quả màu xanh là cây nữa chứ. Đây. Ây. Bây giờ, mình sẽ mang về cho mẹ mình nhá. Bê một tay cũng khó quá các bạn ạ. Ê, con tìm được đồ ăn màu vàng rồi này. À, Minh Anh đã tìm được đồ ăn màu vàng rồi à? Dứa à con? Vâng. Nào, để đây để tí bác quạt nha. Vâng. Đây mẹ ơi, con tìm được rồi. Con tìm được một quả dưa siêu to nhá. Rồi. Wow, Dương tìm được quả dưa to thế con. Vâng, thế này, ăn đã phải biết mẹ nhỉ. Đây, để đây. Con hái được củ vải này. Ô, Tú cũng đi hái vải về rồi này. Thế là cả mấy đứa đều về hết rồi. Đây, tân tân các bạn ơi, chị em mình đã kiếm được khá là nhiều đồ ăn đây rồi. Mình thì kiếm được quả dưa hấu nè, Minh Anh kiếm được dứa và bạn Tú kiếm được vải. Trời ơi, vải quả nào quả đấy to chua. Đúng là có mất tinh ấy nha. Đấy, bây giờ mẹ mình sẽ bổ dưa và bổ dứa cho chị em mình. Ồ, wow, quả này siêu to luôn, như kiểu quả dâu tây ấy các bạn ạ. Ôi, nhưng mà không phải. Ui, hình trái tim. À, hình trái tim. Đấy. Bây giờ mẹ mình sẽ bổ dưa và bổ dứa cho chị em mình và mời tất cả các bạn nha. Đây. Bổ nè. Ui. Phía một đường. Bổ xuống. Wow. Rồi các bạn ơi, nhìn này, đỏ tươi luôn. Đấy, ngon chưa? Nè. Đấy. Trời ơi, quả dưa này mọng nước dữ luôn. Mời tất cả các bạn nha. Một mâm trái cây này thoải mái mà ăn luôn các bạn ạ. Mời tất cả các bạn ăn dưa hấu nha. Wow, dưa hấu đỏ tươi luôn. Mình mời tất cả các bạn nha. Mình làm lèo mà vải vẫn ở bên trong lèo. Em Tú lại còn đi hái vải nữa. Chị cũng bó tay đây em Tú ạ. À, em toàn đi hái những quả ngon thôi chứ. Những quả xanh như này thì em ăn làm sao được. Chùa. Mà cũng công nhận nhiều quả tròn trịa mà nhìn ngon thật. Đúng là em có mắt tinh ấy. Mà công nhận đấy, dưa này ăn ngọt thật đấy các bạn ạ. Trời ơi, dưa nó ngon mà ăn mát lắm các bạn ạ. Các bạn ơi các bạn, bình thường các bạn đi cắm trại thì các bạn thường đem cái
lên trên núi các bạn tìm đồ ăn. Và các bạn thấy thích thử thách nào nhất, hãy bình luận ở bên dưới để cho chúng mình biết nha. Em hết rồi. Ăn nhanh nhé. Mình vẫn chơi hết miếng dưa các bạn. Chị ơi, chị có điểm nhá. Chị có điểm rồi. Điểm của chị thông báo ở trên YouTube ý. Em vào mà xem có chữ Lộc Funny nha. Vâng, để chiều về em xem. Ừ, rồi các bạn ơi. Đấy, phải bạn Tú hái quả nào quả ấy to bự chầm bóa luôn. Nhìn ngọt lắm này. Đây, mình hái một quả mời các bạn nha. Đây. Nó quá. Wow. Nhìn nè, to mà mọng nước nữa cơ. Đó. Mời tất cả các bạn nha. Đấy. Chị nhăn mặt mà cười thế. Oh. Em hái quả to nhưng mà chua. Đây, quả này to rồi. Mời các bạn nha. Chín lắm nhưng mà vẫn ngon các bạn ạ. Đây. Đấy. Wow, vài bạn Tú hái này ngon chưa? Nhìn quả to đùng luôn. Đây. Mời tất cả các bạn nha. Ngọt hả chị? Quả này rất ngọt luôn. Giờ mình sẽ ăn ra hấu, lúc nãy mình ăn hai quả vải rồi. Ôi. Các bạn ơi, các bạn ăn vải thì cẩn thận nhá. Có lúc nó cũng có sâu đấy. Thôi mất đi. Ăn quả khác. Đấy, ăn phải cẩn thận các bạn ạ. Ở chỗ các bạn có trồng nhiều vải không? Ở chỗ mình trồng rất là nhiều vải luôn, cả một đồi vải các bạn ạ. Đây là đồi vải nhà bác mình lại còn cho ăn thoải mái nữa. Đấy, rất nhiều vải luôn. Đây. Hôm giờ hấu ngon quá. Wow, ăn rất mát. Bạn Tú nhìn mồm nhỏ vậy thôi nhưng mà ăn nhanh lắm. Các bạn ơi, các bạn có yêu thích những video cắm trại này không? Nếu có hãy like và đăng ký ngay nha. Để chúng mình ra video hà thử thách 24 giờ cắm trại ngoài đôi vải. Các bạn hãy nhớ đón xem nha. Ủa chị ơi, đang ở đôi vải đấy thôi. Ừ, nhưng mà phải thử thách 24 giờ cơ. 24 giờ á chị? Đúng rồi đấy. Vậy nên các bạn hãy nhớ nhấn like và đăng ký ngay nha. Trái cây luôn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn tham quan một vòng chỗ lều của mình nha. Đây, rất là bình thường thôi. Đấy, nhưng mà ở trên này này các bạn này. Đó, đấy. Nếu như mà được ấy thì chúng mình sẽ làm luôn cái bể bơi ở trên đấy các bạn ạ. Mình nói đùa đấy chứ không rách bạt các bạn ạ. Đấy. Mà nói đến bể bơi mình lại thèm bơi quá các bạn ạ. Mùa hè này được bơi rất là đã luôn. Các bạn ơi, trời hôm nay rất là nắng nóng, 37-38 độ. Cho nên là chúng mình phải bật quạt, nó hơi ồn một xíu, các bạn thông cảm cho chúng mình nha. Đấy. Chúng mình sẽ làm thật nhiều series về bể bơi, các bạn nhớ đón xem nha. Các bạn hãy nhớ ấn vào like nè, ấn vào đăng ký để theo dõi nha. Dứa ngon được ngọt lắm các bạn ạ. Chua quá. Chua như thế này mà chị bảo là ngọt. Nhưng mà chị ăn thấy ngọt thật mà. Hay là em ăn vào cái chỗ chua ấy. Em cũng thấy ngọt mà. Thế là em ăn phải miếng chua rồi. Mình ăn hết mà miếng dứa.
Các em ơi, bây giờ chị đố các em một câu đố nhá. Vâng. Cái gì chặt không đứt, dứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy? Em là cái gì? Em là gì? Bóng. Sai. Nước. Đúng rồi. Chị đố thêm câu nữa nhá. Vâng. Câu gì mà mọi nhà cũng có? Cầu thang. Sai. Trả lời đi nhanh gọn lẹ nha. Cầu thủ. Sai. 29. Quan. 28. Em biết cầu gì rồi. Cầu gì? Cầu không biết. Cầu thế gọi gì là cầu? Thôi em chịu. Em chịu chưa? Em chịu. Chịu chứ, đó chính là cầu dao. Cầu dao đưa điện về nhà mình ấy. Trời ơi. Đây là mình đang đây. Đi ra cái. Đấy. Trả cho em ra. Không, chị nằm đây cơ. Lúc đầu em nằm rồi. Kệ. À, đau mông quá. Đây các bạn ơi. Ok thôi. Đấy, chúc tất cả các bạn ngủ chưa ngon nha. Và các bạn đón xem video đừng quên nhấn like, đăng ký, rung chuông ủng hộ chúng mình nhé. Bye bye.